Dự án An Nông 7 của tập đoàn An Nông tọa lạc tại xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa là dự án số 7 của tập đoàn An Nông trong lĩnh vực hoạt động địa ốc của tập đoàn An Nông chúng tôi. Hiện nay Bích Thủy đang đứng tại dự án An Nông 7 của tập đoàn. Đây là con đường chính của dự án. Song song với một cái bờ kênh mà chúng tôi đã cải tạo bờ kênh để cho cái môi trường ở đây được sạch đẹp hơn. Hai dừa mà chúng tôi đã trồng trong những năm đầu của dự án hôm nay đã ra phát lên rất là nhiều. Quý vị, đây là dự án đang nộp hồ sơ để xin giấy phép được phép kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên hiện nay rất nhiều người đến là liên hệ với Bích Thủy để xin được đặt cọc một cách tự nguyện. Một trong những cái công trình mà Bích Thủy đã tự giác xây dựng các khu tiện ích, đã bao gồm một cái trường học và một khu thương mại. Thật ra thì cái việc mà nhà nước mình thay đổi cái quy định là phải xây dựng các cái công trình tiện ích cho dự án, nó cũng đang rất là lãng phí. Nhưng mà đó là quy định thì phải chấp hành thôi. Như An Nông 5 của Thủy xây dựng một cái tòa trung tâm thương mại rộng 1.000 m² và cao 5 tầng với trị giá tổng đầu tư gần 50 tỷ, hiện nay không thể cho thuê được và cũng không thể hoạt động gì, bởi vì lúc đó chỗ này người dân người ta cũng chưa có đến để mà ở nhiều, và dân địa phương thì lại không sử dụng những dịch vụ tiện ích này nhiều. Đây là trở lại với dự án này thì Bích Thủy đã tự giác xây dựng từ trước, do đó là bây giờ đã hoàn thành. Đây là trường học. Đây là một trường mẫu giáo mà Bích Thủy đầu tư cái dạng trường tiêu chuẩn quốc gia theo hướng dẫn của phòng giáo dục. Một số cái phòng chức năng, những cái phòng chức năng Bích Thủy sẽ thực hiện việc trang thiết bị hiện đại. Và chúng ta nhìn về phía bên trước mặt Bích Thủy, đó là một cái vườn cây ăn trái Bích Thủy trồng, bao gồm những cây là xoài, mít, vú sữa, và dọc đường thì Bích Thủy trồng bằng lăng. Cũng như là theo quy định của nhà nước thì là trồng cây xanh thì Bích Thủy đã chọn bằng lăng, bữa nay đã ra bông rất là nhiều, vì dự án này Bích Thủy đã triển khai 7 năm rồi, bây giờ bắt đầu đã nộp hồ sơ để hoàn thành. Thì đây là khu vực nhà trường, và Bích Thủy đầu tư khoảng 25 lớp thôi, và trong đó Bích Thủy dành ra 5 lớp dành cho trẻ em nghèo mồ côi với học phí miễn phí 100%. Còn học phí cho các bạn của mình theo học ở đây chỉ khoảng từ 1.2 triệu đến 1.6 triệu tùy theo lớp. Và trường học của Bích Thủy thì đây là trường học thứ tư, trường học thứ tư, và các bạn được dùng thức ăn là của Copmark, sữa Vinamilk, và các cô giáo ở đây thì đều có bằng cấp đầy đủ. Bích Thủy nghĩ rằng là cái việc đầu tư cho giáo dục là vấn đề rất là cần thiết ở các khu dân cư. Vì vậy mà tất cả các dự án Bích Thủy thường hay chọn là làm trường học hoặc là khu trung tâm thương mại. Hy vọng là lần này Bích Thủy định hướng cũng không sai. Thưa quý vị, còn trên tay Bích Thủy đây là bông hoa mà Bích Thủy vừa hái ở công viên của trung tâm. Dọc đường thì Bích Thủy trồng bông chuối và phong lan, cũng như là bông hoàng yến và dừa. Thì sau này là những cái hoa lợi ở đây thì Bích Thủy sẽ có người thu hoạch và dùng để làm từ thiện. Bích Thủy thì cũng thích làm từ thiện lắm. Nên tất cả những cái vấn đề gì Bích Thủy làm trong làm ăn, Bích Thủy đều nghĩ tới cái tiện ích nào để giúp cho chúng ta có thể có thêm được lương thực thực phẩm, hoặc có thêm được thu nhập dành cho chương trình từ thiện của Bích Thủy. Hy vọng là các bạn mình ủng hộ cho Bích Thủy nha. Bích Thủy xin cảm ơn. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn sơ qua về cái công trình tiện ích mà khu An Nông 7 đang thực hiện hoàn tất rồi. Bây giờ chúng ta đang nộp hồ sơ để xin được hoàn công và được cấp phép kinh doanh bất động sản. Vì vậy mà tất cả các bạn nào yêu thích cái dự án này thì mời lên tham quan và đặt cọc giữ chỗ. Chắc chắn rằng trong một tương lai rất gần chúng ta sẽ có được cái hợp đồng công chứng. Và hiện nay ở khu vực này đã ra sổ đỏ hết rồi. Các bạn yên tâm nhé. Chào các bạn. Chào các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn. Và xin trân trọng kính chào.